chào anh em, đây là chiếc xe Ranger. Và hôm nay thì mình sẽ quay lại những cái món độ trên chiếc xe này cho anh em xem này. Này có khá là nhiều cái hạng mục khác nhau, lên đến 63 triệu cho phiên bản là XLS anh em ạ. Với cái bản này thì mình sẽ đi một vòng quanh để mà tư vấn cho anh em là nên làm những cái món gì để cho nó dễ hơn. Đấy, đầu tiên thì với cái chiếc xe bản này thì thường nó sẽ cắt rất là nhiều thứ. Ví dụ đèn này, nếu bản cao hơn là đèn LED thì bản này đèn nó chỉ là halogen thôi. Đấy. Và bên dưới cũng là halogen. Thì với chiếc xe này mình khuyên anh em ấy, nếu mà anh em muốn nguyên bản sáng giữ nguyên thì anh em lắp cho mình một đôi bi gầm. Ví dụ bi gầm Vision V6 3 chế độ màu, loanh quanh tầm 4 triệu. Còn nếu mà ăn chơi thì anh em thay hai cái đôi bóng này bằng hai đôi bóng LED, hoặc là độ hẳn là bi LED vào đây thì nó sẽ sáng hơn. Ví dụ như ở đây mình độ bi LED này. Đó. Rồi, và với cái chiếc xe này thì nó cũng có cái mặt ca lăng kiểu như này, nhưng mà nếu mà muốn một cái mặt ca lăng hầm hố hơn thì anh em có thể thay ra, nó có khá là nhiều mẫu này. Đấy, và tất nhiên là cảm biến cảm biếc trên chiếc xe bán tải thì nó cũng không có, nên là cái đấy theo mình cũng không cần. Và chiếc xe này thì mình đang lắp cái hệ thống cam 360 toàn cảnh, đây đang tháo ra. Rồi, cái chi tiết thứ hai nữa đó là cái bộ cảm biến áp suất lốp chiếc xe này nó chưa có, cộng với là gì, cái mâm của nó hơi bé. Nếu bạn muốn cái mâm đẹp hơn thì có thể chọn cái mâm khoảng 18, 19 nó sẽ to hơn. Đấy. Cái mâm này 16 mà cái lốp nó dày thì cảm giác nó không được sang lắm. Nhưng mà nếu mà bạn không cần thì bạn lắp cái bộ áp suất lốp vào cũng ok. Ngoài ra nữa thì cua lốp, cua lủng thì anh em có thể chơi, cái đó tùy vào phong cách anh em ạ. Rồi chiếc xe này thì cái hõm cửa màu đen này là cũng nên làm. Đấy, hõm cửa Thái Lan. Đấy, và trên chiếc xe này ấy, cái gương này nó đang gập bằng cơ này, mỗi lần mình muốn gập ra gập vào chúng ta phải bẻ bằng tay, thì ở đây mình đã độ một cái motor trong này rồi. Đấy, cái motor ở đây. Và ở đây thì mình có lắp thêm một cái camera trong tổng thể cam 360 này. Đó. Rồi mình sẽ đi ra đằng sau nhá. Với cái chiếc xe này thì ví dụ như ở đây một số những cái chi tiết dán này. Dán này. Đấy, để cho nó đồng màu đen này nhìn nó sang. Đấy, cái này cũng thế. Thì với cái thanh thể thao này nó có nhiều loại anh em chọn này, nên làm cái thanh thể thao cho nó đẹp cái xe, cân đối chiếc xe. Và ở sau này nó có một cái cốp cuộn điện, cuộn cơ. Đấy, cái này là tùy vào nhu cầu anh em. Đấy, thì nó kéo đi kéo lại, thì nếu mà bằng điện đấy thì nó sẽ đắt hơn, cũng như là cái cốp cơ này thì nó sẽ rẻ hơn nhưng phải kéo bằng tay. Rồi đi vào trong nè, chiếc xe này. Đấy, mình lót một cái sàn da. Rồi trên chiếc xe này ấy, thì đầu tiên đó là mình vẫn khuyên anh em bọc một cái lớp da này trên cái lớp nỉ này. Đấy, cái lớp nỉ này thì nó sẽ bám bụi, nó sẽ bẩn. Và bên dưới lớp sàn thì mình có lót một cái sàn da thảm cao su nguyên sinh. Đấy. Và ở đây thì anh em đang lắp cái bộ cam 360 này trong tổng thể. Đấy. Trên chiếc xe này nữa thì mình lắp một cái cam hành trình. Đấy, cam hành trình có cảnh báo tốc độ anh em ạ. Đó, và lắp cái Android Box để biến cái màn zin này thành màn Android này. Đấy, và có cả dán phim cách nhiệt nữa toàn bộ. Đấy, và ăn chơi thì anh em lắp thêm quả loa siêu trầm nữa. Đấy, với một chiếc Ranger thì về cơ bản là anh em sẽ thay thế một số cái thiết bị công nghệ thôi. Đấy, thì nó có về cơ bản ấy thì anh em lắp cái Android Box nó là rất là giá trị rồi, với cả cam 360. Đó, và một số cái thảm trải sàn này để giúp cho chúng ta kiểu như lau dọn vệ sinh nó sạch sẽ hơn. Đấy, cơ bản là thế thôi. Đây, cái lót sàn đây. Lót sàn mình thường dùng cái dòng này, dòng rất là cao cấp. Đấy, và cũng tùy nhu cầu. Ví dụ nhu cầu của bạn nhiều ấy thì hay đi đêm này và hay đi ngoại tỉnh hoặc là về quê thì bạn nên làm đôi bi gờ, bi pha như thế này nữa thì rất là tuyệt vời. Thì ở đây mình làm gần như là tất cả những dòng xe mới, rất là nhiều món. Đấy, thì làm một thể luôn. Đấy. Đặc biệt là cam hành trình có cảnh báo tốc độ này, cái này rất là hay. Đấy, thì nếu mà anh em đi Ranger này, Everest này, một số dòng xe thì có thể nghiên cứu để trang bị cho chiếc xe của mình. Cảm ơn anh em.